Má xuống nấu giùm con miếng cháo nha. Con ăn cơm không có nổi. Ừ, con ngồi chơi uống nước. Tôi xuống nấu cho nó nồi cháo nha. Dạ. Đời em sắp nổ tung luôn rồi nè. Mà anh còn đứng đó nữa. Anh ác ghê á. Trước giờ anh chưa từng chạm vào người phụ nữ nào sao? Ủa, cô cần gì hả cô? Chị ngủ đi, tôi chỉ uống nước thôi. Dạ, để tôi giúp cô. Ủa, ai ngủ trong phòng khách mà mở đèn vậy chị? Cô à, cô đi ngủ đi cho khỏe. Là ai mà chị cản tôi? Tốt hơn hết là cô nên đi ngủ đi. Cô, cô à, nghe lời tôi đi mà. Cô ơi. Mẹ có sao không mẹ? Sao hai người dám làm chuyện này ở đây? Các người coi tôi là đồ tâm thần có đúng không? Các người thật quá đáng, không biết liêm sĩ là gì hết. Bà về phòng đi, đừng có làm ồn, để tôi nghỉ ngơi. Tôi tưởng chuyện này bà cũng đã biết hơn 20 năm nay rồi. Sao đến bây giờ vẫn còn ghen với tôi sao? Đúng, tôi biết chuyện này đã từ lâu rồi. Nhưng mà tôi không ngờ người đàn bà như Duyên lại quá trơ trẽn, lại dám giác mặt đến tận đây. Đừng có ảo tưởng với cái danh xưng là vợ chánh trong cái gia này nữa. Tôi mới là người phải chịu uất ức với cái phận làm lẽ suốt bao nhiêu năm nay. Lẽ ra tôi mới là người đương hoàng chính chính bước vào cái gia này từ lâu lắm rồi kìa. Đủ rồi, im đi, ra ngoài. Mẹ, về phòng đi. Bà, sao bà lại đối xử với mẹ như vậy? Người phụ nữ đó có gì hơn mẹ chứ? Sao bà lại đem bà ta về đây? Trước khi kết tội tao thì mày phải hỏi mẹ mày, tại sao tao phải đối xử với bà như vậy? Về phòng đi. Mình đi cô. Cẩn thận mẹ. Đồ cái thứ đàn bà lăng loạn vậy mà còn dám lên mặt dạy đời người ta. Ngoài tôi ra không ai có tư cách hạ nhục Nhật Linh, kể cả người đó là bà, nghe chưa? Anh hai, mọi người ở nhà có khỏe không? Em nhớ mọi người quá à. Nè, không có được khóc nghe chưa? Lớn rồi, hở chút là khóc à. Mọi người ở nhà vẫn khỏe. Em có quen với khí hậu ở bên đó chưa? Trái múi giờ em có bị mất ngủ không? Em vẫn đang cố thích nghi với môi trường mới. Em vẫn chưa quen với việc không có anh, không có ba mẹ ở bên cạnh.
À, Mạnh Hai cho em nói chuyện với mẹ một chút đi, được không? Chờ anh chút nghe. Anh lên phòng gọi mẹ. Từ khi xảy ra chuyện, tôi đã thỏa thuận với bà ngay từ đầu. Chúng ta chỉ diễn kịch trước mặt con gái tôi là một cặp hạnh phúc. Bây giờ nó đi rồi, tôi đâu cần phải diễn nữa. Chuyện tôi sống và đi lại với người đàn bà nào liên quan gì tới bà? Chuyện đã trôi qua mấy chục năm rồi, mà anh vẫn ôm hận trong lòng tới bây giờ. Anh định hành hạ em cho đến chết hay sao? Phải, tôi sẽ hành hạ bà cho tới chết để trả lại mối hận này trong lòng tôi. Có bao giờ bà nghĩ chính bà mới là người hành hạ tôi không? Chính bà đã giết chết tình yêu của tôi. Chính bà đã biến tôi thành một con ác quỷ. Ngân à, mẹ đang ngủ. Hay là hai anh em mình nói chuyện nha. Khi nào mẹ dậy rồi mẹ nói chuyện với em sao nghe. Mẹ bệnh hả anh? Nhưng mà có bao giờ mẹ ngủ nướng như vậy đâu. Đâu có đâu, mẹ đâu có bệnh gì. Chắc tại hôm qua mẹ mất ngủ thôi. Nhưng mà nè, qua bên đó có anh nào để ý em chưa? Em biết là anh hận em, nhưng em cũng đâu muốn chuyện khủng khiếp đó xảy ra với mình. Đã bao nhiêu năm rồi, sao anh không thể bỏ qua? Sao anh cứ phải hành hạ, cứ phải dằn vặt mình như vậy hả anh? Phải, lúc nào ba cũng nói là mình vô tội. Vậy tôi á mới là người có tội sao? Tội của tôi á là không canh chừng bà đó. Để bà lên giường với thằng bạn thân khốn kiếp kia. Bà bắt tôi phải đối diện với tội lỗi của bà hằng ngày, khi phải nhìn thấy đứa con quan ở ngoài kia kìa. Bà có hiểu cảm giác của tôi ra sao không? Em xin anh, anh đừng tự hành hạ bản thân mình, đừng hành hạ người thân xung quanh. Chuyện quá khứ đã qua rồi thì cứ để cho nó ngủ yên. Tại sao mình không thể sống hạnh phúc, vui vẻ với những ngày tháng còn lại của cuộc đời hả anh? Quá khứ của bà chính là hiện tại của tôi. Bà đã giết chết một thằng hải vốn sống rất yêu đời lạc quan. Bà đã biến tôi thành một thằng điên. Mà một thằng điên á, nó có thể làm bất cứ điều gì nó muốn. Bà không đủ tư cách để sống hạnh phúc. Ba nghe đây con gái cưng. Ba đang ở nhà phải không? Hôm nay là chủ nhật, ba không ở nhà với mẹ thì đi đâu? Wow, không ngờ ba con ngoan ghê, như vậy mới được chứ. Ba luôn là thần tượng của con á. Hôm nay không đi học, cục cưng của ba không ra ngoài chơi sao? Ba, nếu ba đang ở nhà thì ba mở máy lên đi. Con muốn nói chuyện với ba mẹ qua mạng. Con muốn nhìn thấy mặt của ba mẹ. Được rồi, con cúp máy đi,
Để ba lấy laptop đem vô phòng ngủ để con nói chuyện với mẹ con luôn ha. Dạ. Bye bye ba. Bà ngồi dậy lau nước mắt đi. Con gái nó muốn nói chuyện với bà. Lúc khác đi. Tôi đang mệt. Bà thừa biết ý con gái tôi là ý trời. Đừng có nói nhiều. Làm theo lời tôi đi. Lẹ lên, lau nước mắt đi. Nhớ đó, đừng làm cho con gái tôi phải lo lắng. Mẹ, ba. À, chào con gái cưng. Chào con gái. Ủa, mà sao giờ này mẹ vẫn còn ngủ ở trên giường vậy? Đêm qua mẹ con mất ngủ. Sáng nay bà ép mẹ con nằm thêm chút nữa. Con đòi nói chuyện nên ba mới kêu mẹ dậy đó. Bà cưng mẹ con quá nha. Con ganh tị ganh tị á. Con yên tâm mà học hành. Bà hứa sẽ chăm sóc mẹ chu đáo. Dạ. Ừ. Vậy được chưa? Anh. Chán quá. Chơi với anh không vui tí nào hết á. Vui mà. Vui mà mặt anh cười giống như kỹ ăn ớt á. Anh ít nói, giống như là cóc cắn vậy đó. Khi con cóc nghiến răng á là trời đổ mưa đó. Em đếm gì vậy? Em đếm xem, từ hôm anh gây tai nạn cho em tới nay được 2 tháng rồi mà anh á nói với em không quá 100 từ. Em có nói quá không vậy? Làm gì mà có thể đếm được cả những từ mà anh nói với em. Nếu như mà em không nói quá thì anh có cười thoải mái được như vậy không? Nhưng nói thiệt, em thích nhất anh á là ở cái tính ít nói. Không lẽ từ trước tới giờ không có cô gái nào nói thích anh? Anh đã từng có người yêu chưa? Thật ra là có. Hồi học đại học anh có yêu đơn phương một người, nhưng rồi nhút nhát không dám tỏ tình. Sau đó cô bạn đã lên xe hoa với một người bạn học cùng lớp. Em không tin á, thời điểm này lại còn một người con trai nhút nhát như anh. Con trai bây giờ á tinh ranh lắm, hiền lành nhút nhát như anh rất hiếm. Không biết đây là một lời chê hay là lời khen đây. Cảm ơn ông trời đã sắp đặt cho em gặp anh. Cho dù đó là một vụ tai nạn, em muốn làm bạn gái của anh, có được không? Bà con đã về chưa cô? Chưa, nhưng trễ vậy rồi chắc không về nữa đâu. Dạ. Mẹ ơi, con vô được không mẹ?
Vô đi con. Khuya rồi, sao mẹ chưa ngủ? Mẹ đọc sách gì vậy? Người lớn tuổi ai cũng mắc bệnh mất ngủ, đâu có riêng gì mẹ đâu. Mẹ đọc sách về Phật thôi mà. Đêm nay bà lại không về nữa. Con đừng bận tâm, mẹ quen rồi. Mẹ, con có rất nhiều điều con muốn hỏi mẹ, nhưng rồi con đắn đo, con lại không dám hỏi. Nếu mẹ trả lời được, mẹ sẽ sẵn sàng giải đáp thắc mắc cho con. Mẹ có yêu ba không? Ba con là người đàn ông duy nhất mà mẹ yêu trong cuộc đời. Sao mẹ lại có thể yêu một người đàn ông như vậy? Ba đối xử với mẹ rất tàn nhẫn. Con đã nhận thấy được điều này khi con là một đứa trẻ. Tình yêu rất khó giải thích. Khi đã yêu ai đó thật lòng thì cho dù người đó có tốt xấu ra sao, mình vẫn yêu con à. Nhưng mà ba đâu có yêu mẹ. Con lầm rồi con trai. Ba yêu mẹ rất nhiều. Tình yêu cái quái quỷ gì vậy? Ba có thể hành hạ mẹ bất cứ lúc nào mà ba muốn. Bạo hành tinh thần, và ngay cả dùng bạo lực mà ba đã từng làm, đem người đàn bà khác về ngủ trước mặt mẹ, làm tổn thương mẹ, vậy mà là yêu sao hả mẹ? Không bằng sự tổn thương mà mẹ đã gây ra cho ông ấy. Đừng lo cho mẹ, mẹ ổn mà. Thôi, nói chuyện của con đi. Hình như dạo này con đã có bạn gái rồi phải không? Sao mẹ biết? Vì mẹ là mẹ của con mà. Cô gái đó là con nhà ai, làm nghề gì? Chừng nào con mới đưa cổ về ra mắt nhà mình đây? Cô ấy hiện đang làm người mẫu, mới có 18 tuổi à. Người mẫu? Còn nhỏ sao không lo học hành cho tới nơi tới chốn, mà lại theo cái nghề này? Cô ấy đam mê và muốn trở thành một người mẫu chuyên nghiệp. Mẹ thật sự không thích những cô gái theo nghề này. Mẹ đang phán xét theo cái kiểu đích thị của một bà mẹ chồng. Ừ, có lẽ là như vậy. Ngày xưa bà nội cũng từng nói với mẹ như vậy. Hôm nào có dịp, con sẽ đưa bạn gái về nhà ra mắt. Bây giờ mẹ ngủ nha. Ngày mai em con gọi về, thấy mắt mẹ sưng, nó lại lo lắng đó. Mẹ nằm xuống ngủ nha. Ừ. Mẹ ngủ ngon. Con cũng vậy. Hạnh phúc của mình chính là tình yêu của các con. Như vậy cũng đủ một kiếp người. Anh nói đêm nay anh không về nhà bên đó.
Đêm nay anh cũng không sang đây. Cuối cùng anh đang ở đâu? Mời anh, mời anh, mời anh. Anh mời cả nha anh. Dạ, ly đi em. Em không uống nổi nữa. Anh dùng thêm cái này đi anh. Nè, dùng thêm miếng mồi đi anh. Tối nay đi chơi với anh. Vợ anh gợi nè. Được vợ quản lý chặt ghê ha. Có cái này kỳ mà. Anh này vui tắm dễ sợ. Cưng lầm rồi. Ai mà quản được anh hai? Vợ ảnh á thì càng không có. Đàn bà là thứ rắc rối nhất trên cuộc đời này. Rồi đừng quan tâm tới họ. Vô. Vô. Vô, vô nè. Vô đi anh. Dạ. Tôi đã bao cái nhà hàng này rồi. Chúng ta có thể nhậu cho tới chết. Vô. Vô, vô đi em. Anh, cho em hôn miếng đi nè. Mạnh, cậu chưa có vợ, đâu có ai ràng buộc cậu. Sao cậu lạnh lùng với mấy cô gái vậy? Tôi... tôi chưa có vợ, nhưng mà tôi vẫn có người yêu mà. Thấy chưa? Giờ này tôi chưa về á, đã gọi tới kiểm tra tôi rồi. Tôi ra ngoài nghe điện thoại cái nha. Ủa, sao chưa bao giờ thấy cậu giới thiệu người yêu của cậu với tôi vậy? Khi nào quyết định cưới, tôi sẽ dẫn người ấy ra mắt bạn bè. Tôi nghe điện thoại cái nha. Đẹp trai á, mà men như anh Mạnh á, không có người yêu mới là lạ đó. Chắc tại á, ảnh kén quá, cho nên chưa có vợ thôi. Vô đi. Sao anh vẫn còn chưa về? Anh đang đi tiếp khách với sếp. Sếp chưa về, làm sao anh về được? Ngoài sếp ra, còn có chân dài phục vụ anh nữa. Em đoán như vậy có đúng không? Nè, em đừng có ghen tuông vớ vẩn. Em cũng biết, anh đâu có hám gái đâu. Anh chỉ yêu mình em thôi. Thôi, em ngủ đi. Rồi một lát anh về. Thôi được, em ngủ trước đây. Anh về nhớ mua đồ ăn khuya cho em nha. Ok em, bye bye em. Người yêu của cậu ghen quá hả? Có yêu không? Sao không cưới? Chưa tới lúc thôi. Cậu tưởng mình còn nhỏ lắm hả? Đầu hai thứ tóc rồi đó. Mấy người bạn của mình á, làm xui hết rồi đó. Có những chuyện mình muốn mà không thể. Em phục đại ca thiệt. Một đại gia như tổng giám đốc Hải mà còn phải nhiệt tình với đại ca như vậy. Đại ca quá là bản lãnh. Em xin phục đại ca sáng tất luôn. Vô đại ca. Vô, vô, vô. Nếu không được việc thì đừng hòng ông ta trọng dụng. Sân sau của ngân hàng ông ta là hệ thống tín dụng đen. Không nuôi quân giang hồ thì ai đi đòi nợ? Ai đi xiết nhà khách hàng cho ông ấy? Ủa vậy ông ta là ông chùm, chùm của đại ca luôn hả? Liễu Hùng, im cái mình thúi mày lại. Vô đi đại ca. Vô đi em. Bà lại uống rượu nữa à? Thì tôi còn biết làm gì khác với nỗi cô đơn của mình. Tôi không thể lúc nào cũng ở bên cạnh bà. Anh không thể ở bên cạnh tôi. Đêm qua anh cũng không ở nhà với vợ của anh. Vậy cuối cùng là anh đối đỡ với con nào? Bà hỏi dớ dẫn cái gì vậy? Anh đừng có nói với tôi là cái vết son môi này là của bà vợ quê mùa của anh nha. Nhìn đi. Anh nói đi, anh đối đỡ với con nào? Hả? Anh đối đỡ với con nào? Anh đối đỡ với con nào?
Ta là người có ăn có học, sao dùng từ khó nghe vậy? Phải rồi, bây giờ trong mắt của anh tôi chỉ là một con vô học, một con mụ già hết thời, cho nên anh mới lăng nhăng anh chạy theo mấy con chân dài đó tơ kia chứ gì. Bà là ai mà có quyền kiểm soát tôi? Tôi là ai à? Tôi là ai mà có quyền kiểm soát anh? Anh hỏi như vậy mà anh nghe được à? Khốn nạn, khốn nạn, mày ngu quá đi Duyên ơi. Mày đi yêu một người đàn ông, chạy theo anh ta làm lẽ suốt 20 năm trời, rồi cuối cùng mày được cái gì hả? Anh nói đi, tôi được cái gì? Bà đừng có gào lên như vậy, là chính miệng bà nói đó. Bà tự nguyện đi theo tôi là bà yêu tôi. Chưa từng bao giờ tôi mở miệng nói là yêu bà. Có đúng như vậy không? Tôi đã mua nhà, mua xe và cho bà một cuộc sống đầy đủ. Nhưng mà bà đừng có mơ làm chủ bản thân tôi. Trên đời này không có người đàn bà nào quản lý được tôi. Bà nghe rõ chưa? Mày tìm cách để có được người ta, mày tìm mọi cách mày có được người đàn ông mày, rồi cuối cùng bây giờ mày có cái gì? Bây giờ mày chẳng có cái gì cả, mày chỉ có sự coi thường của anh ta dành cho mày. Mày ngu quá Duyên ơi, mày ngu quá Duyên ơi, trời ơi! Mẹ, ủa sao mẹ dậy sớm vậy, không ngủ thêm chút nữa? Dậy sớm hít thở không khí trong lành tốt cho sức khỏe con à. Chân của mẹ tháo bột rồi, nhưng mà cũng chưa có lành hẳn đâu. Mẹ ngồi chơi đi, làm chi vậy? Cô cũng nói để cô làm mà mẹ con cứ dành làm vậy đó. Trời ơi, mấy cái chuyện này có nặng nhọc gì đâu, tôi làm cho vui thôi mà, không ảnh hưởng gì đâu, con đừng có lo. Thôi con đi làm nghe mẹ. Ừ. Con chào mẹ. Con đi cẩn thận ha. Dạ chào cậu. Không có sao đâu, em ngâm thuốc tẩy là cá nó trắng lại thôi à. Em ra làm đồ ăn sáng cho anh nha. Bà, anh gọi em. Không có gì.
nói một câu cảm ơn khó tới như vậy sao? Hả? Cái gì? Anh nói sao? Anh có sao không vậy? Anh ơi. Không sao, tôi hơi bị sốc. Cậu sao vậy? Bị trúng gió hả? Dạ không ạ. Sao nhìn thấy mặt cậu nhợt nhạt quá vậy? Dạ thưa tổng giám đốc, ông còn nhớ người phụ nữ hôm trước la hét ở ngân hàng mình không? Khi mà bà ta đáo hạn mà mình không cho dây lại, người ta vừa báo cho em biết là bà ta vừa treo cổ chết ngay trong nhà mình. Căn nhà đã bị xiết vì thiếu nợ bọn xã hội đen. Chẳng liên quan gì tới chúng ta, cậu lo làm việc đi. Chính ông chỉ đạo cho tôi dụ dỗ người phụ nữ đó dây nóng bọn xã hội đen để đáo hạn ngân hàng, sau đó nuốt lời không cho người ta dây lại. Bà ấy chết là do ngân hàng mình, vậy mà ông nói không liên quan. Dạ mời sếp. Tại sao giờ này vẫn chưa có mặt cô Duyên để họp vậy? Dạ sáng nay cô Duyên có gọi điện báo xin nghỉ ạ. À? Không sao, chúng ta vẫn họp bình thường. Dạ em xin phép. Hoa gái, anh dám đối xử với tôi như vậy thì đừng có trách tôi. Vì anh tôi đã làm quá nhiều thứ, giấy tờ, chứng từ đều do tôi đứng tên. Để coi nếu như không có tôi, anh sẽ chuyển tiền và nhận tiền bằng cách nào. Thành Thiên, báo cáo công việc của quý 1 đã hoàn thành tới đâu rồi? Dạ, sau khi được MT Bank chuyển cho SGI số tiền 1.000 tỷ đồng, tôi đã chuyển cho hai công ty SGS và công ty cổ phần đầu tư tài chính Kim Ngân với tổng số tiền là 500 tỷ. Số còn lại theo như kế hoạch, tôi đã mua lại 22 triệu cổ phiếu của SQC. Sau đó thế chấp số cổ phiếu này ở ngân hàng Bắc Phương. Tiền đã chuyển về lại cho MT Bank. Bên công ty Kim Ngân đã sử dụng số tiền chuyển khoản vào kế hoạch cho dây đạt bao nhiêu phần trăm của kế hoạch rồi? Báo cáo tổng giám đốc, nguồn vốn chuyển về, Kim Ngân đã sử dụng hết 70%. Một số cho dây theo dự án và một số giải quyết cho dây với những hồ sơ đẹp của khách hàng. Nhưng nguồn tiền chủ yếu là giải quyết những hồ sơ không đủ tiêu chuẩn. Dĩ nhiên với những khách hàng này thì chúng ta vẫn tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc phụ mà chúng ta đã đề ra từ trước đến nay. Nếu chúng ta giải quyết nhiều những hồ sơ đen như thế này thì các khoản nợ xấu sẽ đội lên rất cao, có thể sẽ ảnh hưởng đến uy tín của công ty. Ông yên tâm đi, đứng đằng sau chúng ta là một công ty thu nợ, đảm bảo những tài sản thế chấp sẽ được thu về đúng hạn nếu như có trục trặc từ phía khách hàng. Mọi việc cứ theo như kế hoạch đưa ra mà thực hiện. Khi tôi đứng ra thành lập một số công ty con, đã lên kế hoạch cụ thể, giao trách nhiệm cho từng người thân tín đứng đầu công ty giám sát và thực hiện. Nếu mà có một kế hoạch lớn thay đổi cục diện chung, chúng ta sẽ phải bàn bạc lại. Hôm nay thứ hai đầu tuần, cô không đi làm, bà lại có thời gian đi spa vậy? Lâu lâu cũng phải cho mình cái thú đi hưởng thụ cuộc sống, để quên đi mọi lo âu, mọi kế hoạch chết tiệt. Cuộc đời này không có ai yêu thương mình thật lòng hết, cho nên tốt nhất là mình phải thương bản thân mình. Kem Finomat này có hiệu quả lắm. Chị đến đây em massage đều đặn,
đảm bảo chị có một thân hình lý tưởng. Chỉ cần mọi người tin tưởng ở tôi, chúng ta sẽ làm giàu một cách nhanh chóng. Với trận đồ bát quái mà chúng ta đang dâng ra, sớm muộn gì chúng ta sẽ vươn lên đứng đầu trong giới tài chính ngân hàng với một tiềm lực tài chính siêu khủng. Thiên hả? Mẹ nghe nè. Mẹ đang ở đâu vậy? Con về nhà rồi mà không thấy mẹ đâu hết. Mẹ đang ở bên nhà ông ngoại. Mẹ chờ đó đi, con qua đón mẹ. Alo, Điềm hả? Anh đang đi đâu vậy? Anh đang trên đường chạy qua nhà ngoại đón mẹ. Có gì không em? Em tưởng đâu là anh rảnh nên rủ anh đi ăn với mấy đứa bạn thân. Lâu quá không gặp anh, tụi nó nhắc hoài à. Em hẹn bạn hôm khác đi. Anh sẽ đẩy, hôm nay anh bận rồi. Ok anh, em sẽ hẹn tụi nó lần sau. Anh đi rước mẹ đi nha, rồi khi nào về gọi cho em. Bye bye anh yêu. Bye bye anh yêu, nghe mà nổi hết da gà. Mà phải công nhận á, số con Điệp này á, nó may mắn thiệt đó nha. Nhớ phải được một anh chàng đại gia mà còn khù khờ dễ dụ. Chứ mấy cái thằng cha có tiền á, thường thường nó ghê gớm lắm, không có dễ ăn của nó đâu. Số của ai nấy hưởng mấy bà ơi, có ganh tị á, cũng không có được đâu. Làm cái nghề người mẫu hàng hai như tụi mình á, không có đại gia chống lưng thì làm sao mà sống nổi. Ê, mà tao hỏi thiệt nha, mày có yêu anh ta không? Không nhiều lắm, nhưng vừa đủ cảm xúc để lên giường. Quan trọng là túi tiền của anh ta có thể đáp ứng được nhu cầu của tao. Tao thấy anh Thiên vừa đẹp trai, hiền lành, lại giàu có. Tao nghĩ mày nên nghiêm túc đi, có thể đó là chỗ dựa thật sự của đời mày đó. Tao chưa có muốn lấy chồng. Nghề người mẫu, lấy chồng coi như là chấm hết. Bây giờ tao còn muốn tung tăng, chưa muốn ràng buộc sớm. Coi như kế hoạch đi ăn phá sản luôn rồi hả? Tao đã bụng muốn chết luôn rồi nè. Tao định gài cho ổng đưa tụi mình đi ăn nhà hàng, nhưng giờ bể rồi, mình chuyển qua kế hoạch 2. Tao bao tụi mày đi ăn ốc nha. Được đó. Yeah. Con quên mất hôm nay là ngày rằm, mẹ phải về đây thắp nhang cho ông ngoại và cậu. Sao mẹ không đưa bàn thờ của ông về bên nhà mình luôn, để tiện thờ phụng? Làm vậy coi sao được hả con? Đó là nhà của ông bà nội, đâu phải nhà riêng của ba mẹ. Còn một lý do nữa, mẹ luôn mong chờ bà ngoại sẽ quay về tìm mẹ. Nói thiệt là nếu bây giờ cho mẹ gặp lại bà, mẹ cũng không biết là mẹ có nhận ra bà hay không nữa. Bà đi lúc đó mẹ còn nhỏ lắm. Ông ngoại đốt hết hình của bà, mẹ có lén giữ lại một tấm. Nhưng lúc ông phát hiện ra, ông nổi giận rồi xé hết. Mẹ vẫn ao ước là có ngày mẹ sẽ gặp lại bà ngoại của con. Có phải vì quá khứ sống thiếu thốn tình cảm mà mẹ đã phải chịu đựng, nhẫn nhịn để con và em có một gia đình đầy đủ cả cha và mẹ? Đó cũng là một trong những nguyên nhân chính. Con sẽ không thể nào hiểu được cảm giác bất hạnh của một đứa trẻ nếu sống mà không được yêu thương, chăm sóc của cha mẹ thì sẽ khổ sở như thế nào đâu. Sao con lại không hiểu sự hy sinh của mẹ? Mẹ đã vì anh em con mà chịu đựng quá nhiều. Mẹ nhẫn nhịn và hy sinh mà không đòi hỏi bất cứ điều gì. Mẹ chính là thần tượng của con. Mẹ chỉ cần nhìn thấy các con lớn lên, sống có ích cho xã hội,
Như vậy là mẹ cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Cuộc đời mẹ không đòi hỏi gì thêm nữa. Con đưa mẹ đi ăn nha. Mẹ muốn ăn cái gì? Mình về nhà đi. Lỡ ba về ăn cơm thì sao? Mẹ đừng có lo. Có bao giờ ba ăn cơm chiều ở nhà đâu. Mẹ muốn ăn cái gì? Con đưa mẹ đi. Hôm nay là rằm, mẹ ăn chay. Con biết có một nhà hàng bán đồ chay ngon lắm. Con sẽ đưa mẹ tới đó. Ừ. Mẹ ăn đi. Mẹ đang ăn, sao lại tới dài vậy? Mình ở đây được ăn ngon mỗi ngày. Không biết là em con nó đã hợp khẩu vị ở nước ngoài chưa? Mẹ đừng có lo. Giới trẻ bây giờ rất dễ thích nghi. Ngày xưa ở nhà, Kim Ngân cũng toàn thích ăn đồ Tây. Các loại thức ăn nhanh. Không chừng qua bển còn thích hợp hơn nữa. Nhưng mà mấy loại đó có béo bổ gì đâu. Dầu mỡ không có tốt cho sức khỏe. Mẹ suốt đời chỉ biết lo cho người khác. Có bao giờ mẹ nghĩ cho bản thân mình không? Gia đình là điểm tựa vững chắc nhất. Đó là nền tảng. Mẹ muốn các con có được một cuộc sống hạnh phúc, để các con có thể ngẩng mặt và bay cao hơn với đời. Nhưng còn cuộc hôn nhân của ba và mẹ, mẹ tìm được gì trong đó? Định mệnh đã kết hợp mẹ với ba con thành một cặp. Có đau khổ hay là hạnh phúc thì cũng phải đi với nhau cho hết kiếp này. Những mẫu người như mẹ chắc không còn nhiều trong xã hội hiện nay đâu. Thôi đừng nói chuyện của mẹ nữa. Con sao rồi? Khi nào mới đưa bạn gái về ra mắt mẹ vậy? Để con sắp xếp tuần sau nghe mẹ. Ừ. Mẹ ăn đi. Wow, đẹp quá. Em không nghĩ ở đây là có một khu resort đẹp như vậy. Ở đây còn nhiều chỗ đẹp lắm. Khi nào rảnh rỗi anh sẽ đưa em đi khám phá. Anh hứa đó nha. Lại đây anh, nhanh lên, nhanh lên, ở đây đẹp quá. Anh, em muốn bơi. Qua đây với em. Thì ra là con hả?
Vậy mà Thành Thiên không nói gì với bác hết. Dạ, từ lúc con gây tai nạn cho Mộng Điềm, sau đó một thời gian tụi con mới quyết định tìm hiểu nhau. Vậy nhà con có mấy anh chị em, rồi ba má con làm nghề gì? Dạ, nhà con có hai anh em. Anh trai con đang du học ở Mỹ. Ba con mất cách đây 10 năm. Còn mẹ con, mẹ con đang buôn bán nhỏ. Còn con, hiện đang làm gì hay là còn đi học? Dạ, hiện tại cô ấy đang theo học một lớp đào tạo người mẫu trẻ. Với lại cô ấy thỉnh thoảng cũng đi biểu diễn thời trang tuổi teen. Thôi, để tôi xuống coi chị Hoài dọn bữa trưa xong chưa, rồi mình cùng ăn luôn. Dạ, để con phụ bác. Dạ, để con xuống phụ mẹ. Dạ. Rồi, xong. Mình cùng về nhé. Đến giờ mà tim tao vẫn còn đập nhanh khi nhớ lại gương mặt lạnh như tiền của ba anh ấy. Sao con hiền mà ba lại dữ dằn như vậy không biết nữa. Mặc kệ ổng, mày lấy con ổng chứ mày đâu có lấy ổng đâu mà mày lo. Quan trọng là nhà ổng giàu là được rồi. Chắc là nhà to lắm hả? Nhà cái gì? Đó là biệt thự, rất sang trọng và lớn như một cái lâu đài vậy đó. Từ nhỏ tới giờ tao chưa từng được đặt chân vào một chỗ hoành tráng như vậy. Mày thì sướng rồi, có cơ hội về làm dâu đại gia. Tao nghe nói nhà này có hai anh em. Đương nhiên người thừa hưởng sự nghiệp phải là con trai rồi. Cố mà chịu đấm ăn sâu đi mày. Cha mẹ chồng có khó đấm mấy đi nữa thì mày cũng phải ráng chịu. Được đặt chân vô nhà đó thì cả đời mày không lo gì nữa. Giấc mơ đổi đời của tao không bao lâu nữa sẽ thành hiện thực. Đẹp cỡ nào mà không có tiền thì coi như đời cũng tiếu. Công nhận con này yên tĩnh ghê ha. Mà tôi thấy đẹp đó bà. Chào các cô. Xin lỗi, cho tôi hỏi ở đây cô nào tên là Mộng Điệp? Dạ, yeah, nó đó anh. Là nó đó. Cô là Mộng Điệp. Dạ. Yeah. Tôi là trợ lý giám đốc của công ty người mẫu GK. Giám đốc của tôi muốn gặp cô một chút ở ngoài sân hơi được không? Dạ được. Dạ, mời cô. Trời, giám đốc GK, công ty người mẫu nổi tiếng nhất Sài Gòn muốn gặp con Điệp. Tao có nghe lộn không vậy? Sao số con nhỏ này đỏ dữ vậy trời? Sao vậy Điệp? Sao vậy Điệp? Ngồi xuống đây nè. Chuyện như vậy cho tao miếng nước đi. Không nói con. Tao sắp ngất rồi. Trời, con này mày gì vậy? Nói đi. Mừng quá. Cái con Điệp này á, bữa nay ngày giỗ cha nó mà không thấy nó về, nó thắp nhang cho cha nó nữa. Hồi sáng trước khi nó đi á, là em cũng đã dặn nó rồi chị hai. Thiệt hết biết à. Tụi trẻ bây giờ sao mà nó sống hời hợt quá. Không biết cái lễ nghĩa là gì hết. Biết sao bây giờ. Cha mẹ sinh con trời sinh tính mà. Chị coi đó, em nuôi dạy hai anh em tụi nó như nhau. Thằng anh thì biết thân biết phận vì nhà nghèo,
lo học hành để đổi đời. Ừ, lúc chị nghe được cháu được nhận học bổng đi du học á, cả dòng họ đều mừng, đều tự hào lắm. Cái thằng Đại á, nó giống ông nội, nó ham học. Chị hãy uống miếng nước đi. Ừ, thím cứ để đó cho tôi. Nhìn hai đứa trẻ khôn lớn mà khỏe mạnh tới bây giờ á, nói thiệt tôi phục thím á. Chú mất đi để lại gánh nặng nợ nần để mà chữa bệnh, dòng họ thì lại nghèo không giúp được gì nhiều, vậy mà thím đã nuôi lớn hai đứa nhỏ ăn học nên người. Tôi cảm ơn thím nhiều lắm. Chị hai, đó là trách nhiệm bổn phận của một người làm mẹ như em. Cực khổ mấy, chỉ cần thấy con nên người là em vui rồi. Nhưng nói thiệt, trong hai đứa nó, chị yên tâm nhất là thằng Đại. Nó chững chạc, nó học hành thì giỏi giang. Còn con Điệp thì chị thấy nó đua đòi quá. Em cũng rầy nó suốt, nhưng mà con nhỏ nó cứng đầu lắm chị. Nó lười học, tính tình thích hưởng thụ, tí nữa thì rớt tốt nghiệp. Thi xong nó lấy được cái bằng 12, nó bỏ hết sách vở, không chịu học hành gì hết. Bây giờ nó chỉ muốn trở thành người mẫu thôi. Chú ba, chú không khôn tha thiên chú về chú phù hộ cho con Điệp, để nó có con đường đàng hoàng mà bước. Cái nông nổi tuổi trẻ này nó đáng sợ lắm, nó sẽ trả giá cho bản thân nó. Căn biệt thự này tôi sẽ 3 năm mới hoàn thiện, nhưng mới sử dụng được 2 năm thôi. Nếu như không vì thời buổi kinh tế khó khăn á, làm ăn thua lỗ, thì chắc có lẽ tôi sẽ không bán nó đâu. Mời anh ngồi. Mời cháu ngồi. Dạ. Mời anh uống nước. Mời cháu uống nước. Dạ. Nói thiệt với anh, từ lúc mà đăng bản bán căn biệt thự này, tôi mệt mỏi vì tiếp quá nhiều khách. Họ đến coi nhiều hơn mua. Có lẽ vì số tiền quá lớn. Nếu như anh có thành ý thì tôi có thể bớt cho anh chút đỉnh. Tiền bạc đối với tôi không thành vấn đề, chỉ cần con trai tôi thích là được. Vậy thì ý cháu sao? Chú tin rằng căn biệt thự này đủ để thể hiện đẳng cấp cho những người trong giới thượng lưu như gia đình cháu sinh sống? Dạ, cũng tùy ba cháu quyết định thôi. Tài sản của ba trước sau gì cũng thuộc về con, nên ba để cho con quyết định. Nếu như con thích á, thì ngay ngày mai ba sẽ chuyển tiền. Dạ. Cậu kiếm ai? Cô cho cháu gặp Mộng Điệp. Cậu là? Dạ, cháu là bạn của Mộng Điệp. Vậy cậu chờ tôi một chút nha. Dạ. Điệp, vậy đi con, có bạn con kiếm ở ngoài kia kìa. Đi. Ai mà tìm con giờ này em á? Mới sáng sớm quậy người ta rồi. Cho ngủ chút ơi, đi. 11 giờ trưa rồi còn sớm gì nữa. Dậy đi con, cậu ta đang chờ con ở ngoài kia kìa. Lẹ đi. Đàn ông kiếm con hả má? Ừ. Là ai vậy má? Má đâu có biết, nhưng mà thấy cậu ta ăn mặc lịch sự sang trọng lắm. Đi rửa mặt lẹ đi con. Đi. Dạ. Ừ.
ngày mai chuyển tiền xong, thủ tục giấy tờ để ba lo. Con đưa mẹ tới coi, muốn sắm sửa thêm cái gì á thì cứ mua sắm. Sau đó cả nhà mình sẽ dọn tới đó ở. Dạ. Mình đã đạt được thành công như ngày hôm nay thì phải biết hưởng thụ, ăn ở cho xứng tầm đại gia. Biệt thự, xe hơi là vật bất ly thân của người thành đạt. Con cần phải học hỏi nhiều lắm để đạt được người đàn ông mỹ mãn như ba ngày hôm nay. Nhưng trước mắt, con chỉ cần tuân theo lời ba là được. Bà nói con làm gì thì cứ như vậy mà làm, mọi việc sẽ tốt cho con. Dạ. Số cổ phiếu con đứng tên mua lại của MT Bank đã giao dịch với ngân hàng nào chưa? Dạ rồi. Còn đẹp thế chấp cho ngân hàng DB Bank, tuần sau sẽ nhận được tiền đó ba. Cứ chuyển về tài khoản công ty của con, sau đó hãy chuyển qua tài khoản cá nhân của ba. Ba còn nhiều kế hoạch muốn sử dụng trong tài khoản này. Dạ. Cậu chở tôi ra salon ô tô, tôi muốn mua một chiếc xe mới. Dạ. Đây, tất cả giấy tờ xe đều đã đăng ký tên cô. Chỉ cần cô nhận thì chiếc xe ngoài kia sẽ thuộc về cô. Ai đã tặng cho tôi vậy? Một đại gia giấu mặt, rất là ngưỡng mộ cô. Cô chỉ cần gật đầu là được. Còn đây, đây là 5.000 đô vị đại gia đó gửi cho cô. Ông ấy muốn cô thay đổi phong cách, khoác lên mình những bộ đồ hàng hiệu trước khi bước lên sàn cắt quốc. Anh có thể nói cho tôi biết ông ta là ai được không? Tôi chỉ được lệnh làm những việc gì mà vị đại gia này cho phép. Đến một thời điểm nào đó, chắc chắn cô sẽ gặp được ông ấy. Con không được nhận mấy thứ này. Cậu đem mấy cái này về đi. Con cái của tôi không thể nhận. Kìa má. Vậy cô có nhận không? Dạ nhận. Tất nhiên là nhận rồi. Tôi sẽ liên lạc lại với cô sau. Dạ. Cậu ơi! Cậu! Cậu ơi! Đứng lại! Cậu! Cậu ơi! Cậu gì ơi! Cậu! Đứng lại đã! Đội làm ơn đem mấy cái thứ này về giùm tôi! Cậu ơi! Má! Cậu! Má làm cái gì vậy? Con à! Con không được nhận những món đồ này. Vô công bất thụ lộc. Con chỉ biết chủ nhân của nó là ai. Họ có ý đồ gì với con? Đây là chuyện riêng của con. Má đừng có xen vô được không? Điệp! Điệp à! Điệp! Điệp ơi! Điệp à! Nghe lời má đi. Không dễ ai cho không con một thứ gì đâu. Chắc chắn là họ chỉ muốn trao đổi một cái gì đó từ phía con mà thôi. Má mắc cười quá. Má không nghe anh ta nói sao? Có một đại gia thích con. Con đẹp thì người ta thích con là chuyện bình thường thôi. Má nói không được là không được. Lỡ rồi thằng Thiên á, nó biết được chuyện này thì chuyện tình cảm của con với nó sẽ ra làm sao? Má thấy thằng Thiên là người tốt. Nó đã không chơi hoàn cảnh của gia đình mình, quen với con thiệt lòng. Con đừng nông nổi mà đánh mất tình cảm của nó như vậy. Má nói đi, má có quyền gì mà má cấm con nhận những thứ này? Má có lo cho con được đầy đủ giống như con của người ta không? Má có biết là ra đường con xấu hổ với bạn bè như thế nào không? Người ta ở biệt thự, nhà lầu, còn con ở nhà cấp 4. Người ta đi xe hơi, con đi xe cùi bắp. Cha mẹ của người ta là ông này bà nọ. Ai hỏi con má làm nghề gì, con dám khai thiệt không? Bán chè, đâu có gì là đáng xấu hổ đâu con. Má lao động chân chính để nuôi tụi con khôn lớn. Má đâu có đi ăn cắp ăn trộm gì của ai đâu. Mà khiến cho con không dám ngẩng lên nhìn bạn bè. Bực bội quá đi. Hở ra là má khóc. Má tưởng là nước mắt của má đe dọa được con sao? Má đã không lo cho con được cuộc sống đầy đủ thì má đừng xen vô cuộc sống của con. Con lớn rồi,
đủ khôn ngoan để quyết định cuộc sống của mình. Con ơi, con còn dại lắm, con chưa đủ khôn ngoan để làm người đâu con. Rồi con sẽ phải trả giá đắt nếu như con cứ tiếp tục suy nghĩ và sống nông cạn như vậy. Về số tiền lãi mà mình ủy thác cho nhân viên đi gửi ở các ngân hàng khác, em mới tổng kết nằm trong hợp đồng là 52 tỷ, còn nằm ngoài hợp đồng là 70 tỷ. Tiền lãi trong hợp đồng, em cứ chuyển qua cho em tìm em. Để anh công bố với cổ đông trong phiên họp sắp tới. Còn số tiền ngoài hợp đồng, em chuyển thẳng vào tài khoản cá nhân của anh. Thị trường chứng khoán dạo này có khá nhiều biến động. Nhưng nếu mình tính toán kỹ, thì sẽ loại bỏ được nhiều rủi ro. Mùa bán nóng, không ôm hàng. Anh Phong đầu tư vào thị trường bất động sản à? Tạm thời mình án binh bất động một thời gian. Lĩnh vực này đang bị đóng băng. Chôn vốn mà làm gì? Tiền phải đẻ ra tiền mỗi ngày. Dạ chào ba, chào cô Duyên. Dạ con chào bác, chào cô. Đây là bạn gái của con hả? Dạ, đây là bạn gái của con, tên là Mộng Điệp. Còn đây là cô Duyên, là bạn học của ba mẹ anh, và cũng là người của ngân hàng MTBank. Hai đứa đi ăn tối hả? Sao trùng hợp quá vậy? Ngồi đây ăn luôn đi. Hai đứa ngồi đi. Lâu lắm rồi, cô cháu mình cũng có phải là xa lạ gì đâu. Em ngồi đi. Hai đứa nhìn đẹp đôi quá. Khi nào định cưới nhau? Dạ, tụi con cũng mới quen, đang trong giai đoạn tìm hiểu. Cưới vợ phải cưới liền tay, chứ để lâu ngày sừng nó mọc ra. Về làm dâu ở đây đã hơn 20 năm, giờ phải xa nơi này khiến tôi thấy chạnh lòng. Chỉ có những người chung thủy mới không muốn thay đổi, cho dù là thay đổi về con người hay cảnh vật. Vẫn biết địa vị, sự giàu sang sẽ khiến cho con người ta phải luôn nghĩ là ăn như thế nào, sống ra làm sao. Nhưng tôi thì tôi luôn thích sự đơn giản. Ở nhà cao cửa rộng mà làm gì, khi cứ thui thủi một mình. Tôi thà ở nhà tranh mà xung quanh đầy ắp tiếng cười của chồng con. Tôi xin lỗi, tôi lại buộc miệng nói bậy nữa rồi. Không sao đâu, tôi quen rồi. Chỉ là người giúp việc ở đây cũng lâu rồi, sóng gió nào xảy ra trong gia đình này chị đều biết hết. Thú thật, tôi coi chị như là người trong nhà. Nếu mà không có chị nói chuyện, chắc tôi buồn lắm. Cũng vì chuyện này mà tôi cứ đắn đo hoài. Có chuyện mà tôi không có dám nói cho cô biết. Có chuyện gì chị cứ nói đi, đừng có ngại mà. Tôi...
cô hỏi thì tôi mới nói. Từ lâu rồi, tôi cũng coi cô như người nhà của mình vậy đó. Dù cô là chủ, nhưng cô sống rất tình cảm. Tôi không có nỡ xa cô chút nào hết trơn á. Chị đừng có nói là chị định xin nghỉ việc ở đây nha. Cô ơi, tôi cũng đã lớn tuổi, sức khỏe cũng không còn tốt nữa. Làm lụng cũng đã mấy chục năm nay, cũng đã đến lúc phải nghỉ ngơi rồi. Tôi muốn tìm cái gì đó nhẹ nhàng chút mà làm. Chị đi rồi tôi biết phải làm sao đây. Chị không có chồng con gì hết. Thôi thì chị cứ ở lại đây đi. Chị phụ được gì thì chị cứ phụ, còn tôi sẽ mướn thêm người. Cái nhà từ đường của cha mẹ để lại giờ không có ai trông coi hết đó cô. Mấy đứa em nó đều lấy chồng lấy vợ ở xa hết. Tôi tính về đó trông coi rồi mở cái tiệm tạp hóa sống qua ngày đó cô à. Thì thôi, nếu mà chị đã quyết định thì tôi cũng đâu có cản được. Cô à, tôi có đứa cháu gái, nó mới tốt nghiệp 12 xong. Hiện tại nhà nó nghèo quá, không có tiền đi học tiếp. Tôi muốn xin cô cho nó vô làm ở đây. Tôi sẽ đào tạo cho nó một thời gian. Khi nó quen việc rồi lúc đó tôi mới nghỉ được không cô? Nếu mà như vậy thì tốt quá rồi. Dù sao chỗ quen biết thì cũng dễ tin tưởng hơn mà. Chị cứ dẫn con bé lên đây đi. Dạ. Dạ cô cứ yên tâm. Con cháu tôi nó ở dưới quê, nó vừa thiệt thà vừa siêng năng. Chỉ có tội là nhà quê quá nên đôi khi hậu đậu, ăn nói cũng không được khéo, cho nên mong cô bỏ qua cho. Thời buổi này tìm được người thật thà mới khó, chứ còn người khéo ăn khéo nói thì nhiều lắm. Giờ này vẫn còn sớm, hay lạnh vô nhà em chơi một chút nghe. Hai đứa về rồi đó hả? Vô nhà chơi đi con. Dạ, chào bác. Bác chưa ngủ hả bác? Chừng nào con Điệp nó về đến nhà thì bác mới yên tâm đi ngủ. Mua xe mới hồi nào mà không chịu khao anh vậy ta? Anh hai em mới gửi tiền về kêu em mua chiếc xe đàng hoàng mà chạy. Em cũng mới mua về gần đây thôi. Dạo này anh lo bu nhiều công việc quá, cho nên không có thời gian để chăm sóc em. Đừng có giận anh nghe. Em biết mà, em đâu có giận anh đâu. Em đẹp mà lại ngoan nữa, làm sao mà anh không yêu em cho được. Cô có muốn ký hợp đồng làm người mẫu chính thức của công ty GK không? Dạ, dạ muốn. Chỉ cần cô ký vào hợp đồng này là xong. Bắt đầu từ ngày mai, cô sẽ trở thành người mẫu của công ty và chúng tôi sẽ đào tạo cho cô trở thành vedette, kèm theo khoản tiền lương, tiền thưởng hậu hĩnh. Có thể cho tôi biết tại sao công ty người mẫu GK là một công ty người mẫu hàng đầu Việt Nam lại chọn tôi? Chúng tôi là dân kinh doanh, cái gì có tiền thì chúng tôi sẽ làm. Có một đại gia đã chi trả cho công ty một khoản tiền hậu hĩnh để chúng tôi đào tạo cho cô. Em sao vậy? Em không được khỏe.
ngủ sớm. Ok em, anh về đi. Em cũng ngon nha. Ngày mai anh sẽ tới đón em đi ăn trưa. Dạ. Anh về nghe. Gì mà sao sang trọng nhiều xe hơi quá vậy ta? Nè, đừng có nhiều chuyện, lo làm việc đi. Ở đây á là phải thực hiện 30 đó nhớ chưa? Dì dặn sao, nói lại dì nghe coi. Dạ, không nghe, không thấy, không biết. Giỏi, thuộc bài rồi đó. Nhưng nhớ phải làm cho đúng đó nghe chưa? Đi làm việc đi. Dạ. Không nghe, không thấy, không biết. Lụa. Không biết. Dạ. Trời ơi, cái con này làm cái gì mà giật mình dãy nảy như động đất vậy? Dạ, tại con đang nhập tâm học bài á, dì gọi cái con giật mình con hết hồn. Nghe dì dặn kỹ nè, nhớ tránh xa cái nơi ông họp ra. Ông chủ mà thấy ai lén phén lại gần là chết với ông đó nghe chưa? Dạ, con biết rồi. Ừ. Nhà nhiều khó khăn, cái này không được, cái kia cũng không được. Biết về ở dưới quê chăn bò chỗ tự do. Chị cô... Quay, chị đã chuẩn bị đầy đủ cho phòng họp chưa? Dạ rồi, cô cứ yên tâm, tôi đã kiểm tra kỹ trước khi mọi người tới. Chuyện gì mà cứ họp hành hoài vậy không biết? Có công ty cơ quan đàng hoàng mà không họp, toàn là họp ở nhà. Bắt đầu từ ngày hôm nay, để đảm bảo an toàn cho công việc chúng ta, mọi cuộc họp kín sẽ được tổ chức ở đây. Thương trường là chiến trường, mọi thông tin phải tuyệt mật. Mọi giao dịch lớn nhỏ sẽ được thiết lập tại đây. Tôi cũng rất sốt ruột, mong cho đến cuộc họp ngày hôm nay để báo cáo công việc. Phía đối tác đang chờ đợi quyết định cuối cùng của chúng ta. Mọi thủ tục đã sẵn sàng rồi. Dù nào, vụ của ngân hàng Bắc Hải Băng, họ muốn vay của chúng ta 100 tỷ đồng. Họ sẽ thế chấp bằng cổ phiếu của ngân hàng và một số bất động sản ngầm của các cổ đông. Thỏa thuận lãi suất chúng ta phải tính sao? Về mặt thủ tục và pháp lý phải làm cho chặt chẽ. Vì đó không phải cho vay khách hàng cá nhân. Ta sẽ có 2 bản hợp đồng trong và ngoài, thể hiện lãi suất trong khung và vượt quy định. Về mặt thủ tục thì mọi người cứ việc yên tâm. Tôi cũng đứng trên quan điểm thẩm định của ngân hàng. Với những ông lớn như vậy, ngoài những thủ tục cơ bản về mặt pháp lý thì điều quan trọng nhất là uy tín. Họ không dám trở mặt với mình đâu. Hiện nay trong thế giới ngầm tài chính ngân hàng, ai lại không biết MT Bank có máu mặt, họ không dại gì đâm đầu vào lửa. Hiện nay nguồn vốn huy động của chúng ta và tiền lãi rất là nhiều, tìm đầu ra là một bài toán rất là khó. Nhưng không phải vì thế mà chúng ta vội vã. An toàn vẫn là biện pháp tốt nhất cho công việc kinh doanh lâu dài của chúng ta. Làm ăn lớn mà không mang tính mạo hiểm, lấy đâu ra những hợp đồng béo bở? Sân chơi nào cũng có hai mặt. Tôi hoàn toàn tin tưởng khả năng điều hành của Tổng Giám đốc. Sau khi lên kế hoạch bàn bạc chung, người cuối cùng quyết định phải là Tổng Giám đốc. Chúng ta nên nhớ rằng chúng ta đang ngồi chung một con thuyền. Nếu chúng ta không tin tưởng nhau thì làm sao mà thành công? Thành Thiên, bên HGS của con ngân sách còn bao nhiêu? Dạ, chưa tính đến khoản tiền cầm cổ phiếu cho DV Bank. Tuần sau họ sẽ chuyển về tầm 250 tỷ. Hiện tại còn 300 tỷ. Sau khi bên anh Mạnh làm việc lần cuối, thiết lập cơ bản hợp đồng trên, Thành Thiên sẽ chuyển cho Kim Ngân 250 tỷ. Chúng ta sẽ thầu hợp đồng này.
Số mày á, đúng là đẻ bọc điều. Quen được con trai đại gia, còn bây giờ lại thêm một đại gia giấu mặt nữa. Mà nói nghe nè, một mặt á, mày cặp với Thành Thiên, mặt kia mày lại nhận tiền của gã đại gia. Bộ mày không sợ xảy ra chuyện sao? Có gì đâu mà phải sợ. Thành Thiên biết thì sao? Người ta cho tao tiền, chứ tao đâu có đi ăn cắp hay ăn trộm gì của ai đâu mà tao phải sợ. Không đơn giản như mày nghĩ đâu. Đàn ông không ai cho không đàn bà cái gì cả. Có lẽ gã đại gia kia chưa xuất hiện, nhưng khi ông ta đòi lại tiền thì mày tính sao? Vô duyên. Tao ký giấy nhận nợ hồi nào mà biểu tao trả? Người ta cho tao mà. Nếu ông ta đòi mày trả lại tiền thì tao không sợ. Cái mà tao sợ không phải là tiền. Ý, cái đầm kia đẹp quá kìa. Phần của mày nè, hưởng được ngày nào thì cứ hưởng đi, đừng có lo xa quá. Tao đi nha, tối gặp. Chuyện đó bà để cho con làm được rồi. Hơi sức đâu bà làm chi cho vô tay bà. Chăm sóc cây cảnh cũng là một thú vui mà con. Sao con thấy người Sài Gòn á, sao quý cây lá hoa cỏ quá vậy? Ở dưới quê con á, nó mọc tràn lan, hơi đâu mà chăm sóc chi cho mệt. Sao không lo làm đi mà cứ đứng nói chuyện hoài vậy? Dì giảm con sao? Không phải chuyện liên quan tới mình thì không có được lên tiếng. Gì đâu mà không biết giữ phép tắc gì hết trơn. Dạ. Người làm ở nhà cũng là người chứ bộ. Làm chứ ghê quá vậy. Nè, con lẩm bẩm dạ. Cái gì đó? Con mà không biết giữ nguyên tắc đó là dì đưa con về dưới quê lại đó, nghe chưa? Dạ. Thôi mà chị, chị đừng có la con bé. Từ từ rồi nó sẽ quen thôi. Trời đất ơi. Trời ơi, cái con nhỏ này, con làm cái gì vậy lùa? Con đông quét mà. Con coi kìa. Em xin lỗi. Không sao đâu. Đứng lên. Tại sao dì đã dặn con bao nhiêu lần rồi? Phải kêu bằng cậu chủ đàng hoàng, sao kêu bằng anh hả? Có già hơn con bao nhiêu đâu mà gọi bằng cậu chứ. Cái con nhỏ này. Gọi sao cũng được mà. Mẹ. À, con. Bây giờ con đi uống cà phê với bạn. Trưa nay con đưa Điệp về nhà ăn cơm với mẹ nha. Ừ. Hôm nay là chủ nhật, để mẹ nấu món gì ngon ngon đãi hai đứa nha. Dạ, con đi nghe mẹ. Ừ. Nè. Ở đây á, con phải học theo lễ nghĩa phép tắc biết chưa? Không có thể muốn nói gì là nói được. Không ngờ cái nghề đi ở đợt cũng khó ghê. Tưởng đâu là cái nghề mạc hạng nhất xã hội, vậy mà cũng khó thiệt á. Alo. Alo, ba hả? Ba ngủ dậy chưa? Này chủ nhật mà ai gọi sớm vậy? Con gái cưng hả? Dạ. Đêm qua ba đi tiếp khách uống say quá nên ngủ muộn một chút. Ba dậy trễ cũng là chuyện bình thường mà. Ủa, nhưng sao giờ này mà mẹ vẫn còn ở trên giường với ba? Đâu có. Con vừa mới nghe tiếng ai đó nói chuyện với ba mà. Ủa, vậy không phải mẹ, vậy là ai? Là mẹ. Vậy ba đưa điện thoại cho con nói chuyện với mẹ một chút đi. Nhanh đi ba, con nhớ mẹ quá à.
À, mẹ đêm qua bị nhức đầu, không ngủ được. Để mẹ ngủ thêm chút nữa nghe con. Bây giờ nè, con mở mạng lên đi. Cha con mình nói chuyện qua webcam. Ba muốn nhìn thấy mặt con. Bây giờ ba đi rửa mặt, rồi ba qua phòng làm việc nói chuyện với con liền nha. Dạ, bye ba, hẹn gặp lại ba. Gia đình anh đóng kịch trước mặt con gái cũng giỏi quá ha. Bao nhiêu lâu nay nó không hề nghi ngờ gì à? Con bé là báu vật duy nhất mà tôi có được. Không ai được chạm vào nó. Cho tới một ngày nó phát hiện ra thật ra hạnh phúc của cha mẹ nó chỉ là một thứ giả tạo, thì lúc đó nó sẽ đau khổ như thế nào khi biết mình bị lừa.